nói chuyện thôi. Chị mình nói chuyện thôi, từ từ cái gì cũng được, đừng có động tay. Bây giờ nó ở trong nhà. Ở chị vô hồi đó bây giờ. Mà không vô đây có 10 ngày mà sao mà trong đây biết hết, là cứ suy nghĩ đi. Mới có 10 ngày sao mà trong đây biết hết. Bây giờ tự giỡn quay ra. Ở ngoài chị không mà ở đây mới có 10 ngày sao trong đây biết hết trời. Ở trong này nè, ở trong sao không dám. Tôi mà 15 năm mà chị đi qua bên máy cái số về đưa ảnh đi cấp cứu như vậy, mà ảnh ở ngoài mới vô đây có 9 ngày à, sao trong đây nó biết? Mới nó vô trong đây có 9 ngày, tôi nhớ không, tôi quay ở ngoài chị là bữa cùng sao, mà vô đây mới có 9 ngày mà làm sao mà biết hết? Bây giờ cưng ông bé với ông cưng ra ngoài, cưng quay cái số của chị ngoài, ai cũng đều nói thằng sĩ này nó quá trò kỳ vậy. Vợ nuôi từ hồi đó tới bây giờ mà bây giờ phản bội vợ. Thằng sĩ này người ta nói nó chết là nó không bao giờ yên ổn. Thôi bỏ đi. Thôi bây giờ mình im đi nè. Mình im nè, quá rồi, sao mà xử lý được. Dạ 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 thôi thôi thôi. Nó quấy rồi bắt đầu ha, thằng chồng kia nó trốn đi rồi thấy không? Dạ dạ. Nó quấy rồi nó trốn đi, nó đừng có quay nữa thấy không? Dạ. Ông quấy rồi ông trốn, có phải ông ngoại đâu, đâu có đi trốn đi. Dạ, con xin gửi lời chào cô ạ. À, thưa cô, con được biết là ở tại ngôi nhà này là có một hoàn cảnh của một người chú đang bị bệnh rất là nặng. Nhưng mà con không biết rằng chú đang bị bệnh gì á. Hy vọng rằng cô có thể dẫn con vào nhà để tìm hiểu về hoàn cảnh không cô? Dạ, như vậy là chú ở đây ha cô? Dạ. Dạ, dạ, dạ con chào chú nghe chú. Là chú cô xích lại chú ngồi kế cô, kế chú đi cô, để con trò chuyện chút xíu ha. Dạ cô cho con hỏi thăm là chú bị bệnh gì mà con thấy nặng như vậy cô? Bệnh ung thư hoành họng đó. Là tôi là chị dâu á, chị dâu thứ năm. À, cô là chị dâu của chú. Còn chú bị ung thư hoành họng. Dạ con thấy chú ốm quá nè. Mấy gà nó mệt hoài đó. Dạ. Nó mệt hoài à. Rồi chú bị sưng nữa kìa. Sưng nó đắp thuốc cho nó ra bớt. Chứ nó thở không được. Dạ. À chú nói là ngày ốm mà ốm á ha. Dạ. Dạ thưa cô, rồi cô cho con hỏi thăm nè, vợ con của chú đâu cô? Vợ con của chú đi mằng ở Phú Quốc. Rồi là vô hả? Xối xả luôn. Kêu về. Mà không về mà chửi mắng dữ lắm. Tôi dạ. Lấy cũng đứt ruột lắm. Chàng ơi chàng tội nghiệp với gì con. Rồi em vô một thao vượt khăn đó. Vô về mày nhà cửa vô giấy. Thua hôi hám. Lây chết. Cái cho nói vậy là lây là đây tao với lại thế mốc là lây lây chết. Kệ đi. Rồi đó mà đóng thăng đó giặt đi. Nó hôi giặt á thì nó quýnh. Thèn ơi nó đau ống nó quýnh gì nó bị cưng trộn lên. Ba cái khăn nó trộn lên rồi giặt. Chứ dạ. Không quýnh đâu. Mà rồi cô cũng kêu nó về nữa. Mà em nó không về biết sao giờ. Dạ có nghĩa là chú này là có vợ có con. Nhưng mà vợ con thì đi làm ở Phú Quốc. Đi làm. Cho rồi. Nên là chú phải một mình là ôm một cái căn bệnh như vậy chịu căn luôn. Rồi á hả nó đem cháu nó để đây luôn. Là sao cô? Cháu là sao cô? Cháu ngoại của nó đó. Đem vô đây. Rồi giao ở đây. Dạ. Vô đây rồi sáng mới rước về ngoại. Bắt chú này giữ đứa cháu ngoại hả? 8 tuổi rồi đó. Chàng ơi sao chú giữ được cái thân chú vậy? Còn lo chưa xong nữa kìa. Đó. Nó mệt nó vậy hả? Thấy thùng hẹp mà đem dao vô gì đó. Dạ.
Tôi thấy em chồng tôi tội nghiệp quá, bỏ rồi không được. Là rồi. Em chồng của cô ha? Em chồng. Là phải giờ ngó cô này, này kia nọ, dạ. Chết bất tử. Em thứ 10 đi làm tối ngày, còn em thứ 6 cũng đi bằng tối ngày. Ai cũng có cái kinh tế á, mình ở nhà mình dùm chừng chút. Dạ, con thấy đứt ruột quá, con nhìn chú thở giống như là khó khăn đó. Thấy thở mệt lắm. Dạ. Chị cô, cho con hỏi chị chú bệnh như gì nè, thì bên vợ con á, có chu cấp tiền hay có lo gì vô đây không cô? Không cô chia sẻ thật lòng cho con ủ gì được biết. Không có biết đồng bạc nào hết trơn. Không có biết đồng bạc này vô mà cho, chỉ là bữa đó là một cái ghế là rồi đó. Là mắng chữ đuổi ha, kêu đi về ngoài mà chữ mắng còn hành hạ. Chàng ơi chàng. Là ai là chữ chú hả? Vợ chú á. Chữ chữ chú hay? Chữ hung dữ. Chú có không? Chú có thì chú gật đầu. Ở đây là một cái người bệnh đang nói chuyện. Là vợ chú, là chú sống ở ngoài với vợ chú là chửi chú dữ lắm hả chú? Chàng ơi tôi nghiệp chú với thì không có nói chuyện được. À, chú chỉ cái gì kìa cô? Cây viết. À chú chỉ cây viết rồi cô đưa. Chú cứ ghi lên. À, rồi tụi con sẽ quay trình bày. Chú thấy em nói gì đó đứt ruột. Không có nói chuyện được. Đứt sữa đứt hay nói được thôi. Chị. Dạ tôi làm chồng còn hơn làm dâu, cho nên tôi thoát ra được rồi thì tôi cảm tôi rất khỏe, cảnh tôi rất khỏe, còn sống rất lâu, về sống chung thì có thể là tôi sẽ mau chết sớm. Mùng năm con gái đi làm 2 tháng mới gửi về cho tôi, người vợ gửi về 600, có khi ăn cơm xong nó ngồi ghi số đề. Chàng ơi chàng, cái này chú, là con có ở ngoài kia có nghe nói là lo cho chú dữ lắm, thì chú ở đây mình con không phải là tụi con quay để chuyện cá nhân, mà nhưng chú nói thật lòng ha, tại vì mình cũng đã bệnh thì chú chia sẻ lên thật lòng cho cô chú anh chị, người ta sẽ giúp mình được cái phần nào. Chàng ơi nhìn cái cảnh chú thấy đứt cuộc quá. Cái gì ơi, thấy xót quá. Thấy như vậy đó, chỉ em tôi thà là lấy chết chứ để em nó tội nghiệp nó. Dạ dạ dạ, họ mới vô mua giọng ở Google lao nè, lao sạch sẽ. Dạ thưa quý vị khán giả, hiện tại thì chú không thể nói chuyện để giao tiếp với quý vị khán giả cũng như là với Ngôn cùng với Thanh Trúc. À, nhưng chú có một cái cách giao tiếp, đó chính là chú sẽ ghi ra để mà trả lời những cái thắc mắc của mệt. Mình muốn hỏi đến chú. Chú cái gì thì chú hạ xuống chút. Chuyện nói chung cũng vậy rồi, đừng có nó quá thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngày mùng 1 Tết, con gái Úc có giấu lại tiền thôi. Được rồi chú ơi, thôi ghi nhiêu được rồi chú ơi. Dạ tức lắm, nó tức, nó không được, nó tức lắm. Để cái khăn để cho chú 300 ngàn. Hả chú ha? 3 triệu. À, cho tới 3 triệu lận hả chú?
Dạ. Như vậy là chú được con gái Út thương chú dữ lắm ha chú ha. Dạ, tội nghiệp chú quá. Thôi chú đừng ghi nữa chú ơi. À, chú giữ gìn sức khỏe đi. Thôi đi. Dạ. Để con qua trò chuyện với những người chị em của chú á, để tìm hiểu cái nguyên do vì sao mà vợ của chú lại vào đây. Vô bà kêu ảnh về mà bà kể của cải tùm lum hết trơn. Rồi nên hỏi như vậy đó, rồi có về được hay không. Với cái ổng viết giấy với tôi, ổng nói gần gì nè. Anh tức cái là người ta ai cũng giúp đỡ, cộng đồng mạng ai cũng thương tình anh, mà cũng thấy cái bệnh anh mà lo lắng. Mà tại sao con vợ anh nở lòng nào mà nói cho anh chết hức đi cho rồi. Mà tôi là em dâu thôi, tôi thấy ảnh vậy đó mà tôi còn chịu không nổi. Tôi còn lo cho chồng con tôi mà tôi cũng phải nhín thời gian ra tôi lo cho ảnh. Mà tại sao chỉ buông lời chỉ nói như vậy. Đúng như coi nhìn coi ai đau lòng không. Vợ con mà vô mở ảnh kêu về mà nói kiểu đó. Chị vừa sáng vô là nói cái câu đó là đúng phải không? Là chị nói nè, ông đi về đi nè, có nhỏ gái nè. Ông ở đây á, dơ giấy mà bệnh hoạn đó là hôi hám. Ông về ngoại ở đi. Ông thấy bà má không, đang mạnh thẻ. Ông biết má tôi mà. Đang mạnh thẻ mà đưa ông ngã bệnh. Ờ, đi ngã bệnh đó là đi không được. Từ từ đi anh, từ từ. Thôi ngay, liệu bây giờ nè, chứ ông nói ngay gì? Không, hồi sớm dơ giấy giờ mày mới dơ. Dơ, bà ông vô bà dẹp. Sao không dẹp, tao vô dẹp con, tao quét nữa nè. Con bé thằng quét nữa nè. Nó quét luôn, trời dẹp. Rồi cái bắt đầu á, ông đi về đây. Mày vô mày đi ngay, chồng bỏ, dơ dơ giấy. Má má chết. Bà má, đây, đây, ăn dơ giấy rồi hả chị? Còn đi, ông sống chi mà dây dưa. Khổ vợ con, tôi lo ông hết đá trời, hết tiền rồi. Tôi mới đi qua Phú Bắc, tôi bán số mà. 10 ngày á cưng, 10 ngày là đi đổi về cho 1 triệu. 10 ngày đổi 1 triệu, và đổi con gái đó nè. Hồi tối trời là đổi mấy chậm luôn. Hai ba lần luôn là 10 ngày là đổi một lần. Bây giờ mấy anh YouTube là hỏi mấy anh YouTube mới có 10 ngày vô đây mà sao mấy tôi này biết. Để mà nói ra chú bác ở đây vợ chồng mà cưng có nuôi chồng vậy đó. Thôi nên mình nói chuyện thôi. Chạy mình nói chuyện thôi, từ từ cái gì cũng được, đừng có động tay. Bây giờ đó, hỏi con nè. Hỏi chị vô hồi đó bây giờ. Mà không vô đây có 10 ngày mà sao mà trong đây biết hết là cứ suy nghĩ đi. Mới hết bây giờ tự giỡn quay ra. Ở ngoài chị không bà mà ở đây mới có 10 ngày mà trong đây biết hết rồi. Từ từ mà chị đi qua bên bán cái số về đưa ảnh đi cấp cứu như vậy. Mà ảnh ở ngoài mới vô đây có 9 ngày à, sao trong đây nó biết. Mới nó vô trong đây có 9 ngày, tôi nhớ không, tôi quay ở ngoài chị là bữa cùng ai. Mà vô đây mới có 9 ngày mà làm sao mà biết hết. Bây giờ cưng ông bán với ông cưng ra ngoài cưng quay cái số của chị ngoài ai cũng đều nói thằng sĩ này nó quá trò kỳ vậy. Vợ nuôi từ hồi đó tới bây giờ mà bây giờ phản bội vợ. Thằng sĩ này người ta nói hé nó chết là nó không bao giờ yên ổn. Không, từ từ đi, từ từ. Bây giờ từ từ. Nói với chị đó là từ từ đi. Ở đây là chuyện đâu còn có đó. Chị thấy mà không? Mình là chị em không có gì mình chia sẻ mà nha. Bây giờ cưng suy nghĩ đi. Mới có vô đây có 9 ngày à. Mày làm sao hết biết cái chị sợ chồng của chị của chị. Bây giờ chị ở là 15 năm. Mà không mới vô đây có 9 ngày à. Dạ. Không, bây giờ em rốt cuộc em hỏi chị vậy nè. Bây giờ là mình rốt cuộc ngày hôm nay mình vô là chủ yếu là mình vô là mình nói với chú. Không, mình nói với chú là chú không về là mình bỏ luôn hay là sao? Chú giờ cho chị vô nói là chú không về là chị bỏ luôn. Là từ đây sắp tới là... Từ từ chị. Rồi từ đó đó, từ đây sắp tới đó là chị với ông Thủy là không có còn... Từ từ chị ơi, từ từ. Ông chồng vậy là sao nói chị trời. Chị nói dằn dằn xuống chị đúng. Chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ là một người nói người nghe. Mà chị nói là sự dạ, dạ. Tại chồng chị mà. Chị ở với chồng chị là chị biết. Rồi á là bây giờ tôi nói sao nói lại đi rồi chị nói lại cho tôi nghe. Rồi bây giờ cô nè, cô vô cô hỏi chính là rồi, giờ hay là vô chồng nè, giờ đáp nó nói chuyện. Rồi vô luôn đi. Hỏi ổng nè.
là về hay là không về, cách thức làm sao đó là nguyên do làm sao vậy? Tự giải quyết đi, mình ngừng ngoài cuộc, mình không biết nữa. Anh này đây luôn, không biết nữa. Nói cho tiền ông bao nhiêu mà không nói con không cho tiền. Ông đi hay gì rồi? Tội ông mắc tội mà cưng, chị nuôi quá trời nuôi, bây giờ ông mắc tội với chị đó. Chị nuôi là không ai nuôi. Chị vô chậm đi, chị vô chậm đi. Bây giờ là ông mắc tội. Chị vô đi. Ông mắc tội, ông mới trốn đi là cưng. Có. Ông đi qua bên kia rồi. Đó, ông mắc tội đó cưng, ông phải đi đó cưng. Chị nuôi đó là không có ai nuôi hết trơn. Không có ai nuôi một người nào hết trơn, mình nên chị nuôi ổng thôi. Mà bây giờ ổng nói thử với chị vậy là ổng đã là không có còn cái gì nữa. Bây giờ ở trong đây rồi. Nè bây giờ cưng hỏi nhỏ con coi hồi Tết tới giờ là cho cha bao nhiêu? Ha, bà bao nhiêu? Bây giờ là không có bên cha bên mẹ. Không có bên ai chơi nữa là biết không bà. Bây giờ cưng hỏi nhỏ con gái đi. Thôi 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 thôi. Đừng có cãi nữa, con nhỏ này nó cũng lanh lắm. Đừng có nói nữa. Thôi bỏ đi chị ơi, đây mình. Con đã của mày ăn đi là tao xin cho mày không á. Đạo cá của mày ăn là tao xin mày. Con của người của bà ha. Tao xin bắt nhân bắt đức. Mà thằng chồng bà chết rồi đi nữa. Bà vô bà còn nguyên của thằng chồng bà chết bà. Để cho luôn con ai thấy rồi bà nói chuyện rồi. Dạ dạ. Không có mắt không có hậu hủ. Càng càng kìa. Thôi thôi thôi. Mấy chú lấy cửa vàng không? Thôi thôi thôi. Thấy không? Cưng thấy cửa vàng không? Thôi bỏ đi. Thôi bây giờ mình im đây nè. Mình im nè quá rồi. Sao mà xử lý được? Dạ 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 thôi thôi thôi. Nó quấy rồi bắt đầu ha, thằng chồng kia nó trốn đi rồi dạ dạ. Nó quấy rồi nó trốn đi, nó trốn đừng có quay nữa nghe không? Dạ. Ông quấy rồi ông trốn, không phải ông quải đâu, không có đi trốn đi. Nó trốn đi rồi nó mệt. Đi về đi. Không phải là không trốn rồi. Còn bính tôi rồi, còn bính tôi rồi. Không có đi hủ. Quay lại chợ đó bây giờ cái lô đó. Dạ, con xin gửi lời chào cô ạ. Tôi là chị dâu thứ 6 của thằng sĩ, thằng bệnh đó đó. Là cái chú bệnh đó là cô là chị dâu ha. Chị dâu thứ 6. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè, ngày trước thì chú bị bệnh này nè, là đang sống với vợ con. Đang sống với vợ con. Nhưng mà cơ duyên vì sao mà mình lại chuyển về đây vậy cô? Cái bằng đầu nó đau, cái bằng đầu nó cũng đi mặn, nó đi chài, rồi bằng ngày đi làm hồ. Rồi đi vô đây nè, tôi thấy nó ốm qua tụi nay, tôi với chồng tôi nói, chú Chính là coi này chú ốm dữ lắm rồi đau cái gì, nó nói sao mà đau cổ họng. Dạ. Yeah. Cái ông chồng tôi nói mày không đi khám đi nghe, đau cổ họng đó là ưa bị ung thư này kia, ta đi khám nào mày làm, mày mua thuốc hay mày đi lo bệnh đi nghe. Cái nó nói nhầm gì, lúc đó là đi mặn, mặn dữ lắm. Rồi cái thời gian sau này cái nhiều thấy nó ngại tiều tị. Rồi đi vô đây ông này ông cũng ấy kiếm thuốc kiếm đồ giặt cho nó. Rồi anh em á cái nó cái đi khám bệnh là nó bị ung thư hàm. Yeah. Rồi cái lúc đó là ung thư hàm mới chở ông này nè, ông chồng tôi mới nói thôi bây giờ mày kêu chở mày á chở mày đi thành phố đi khám mà đi. Cấp đó là nó tiều tị là nó nhiều rồi. Cái là ta nó đi làm cho đốc hay đi đâu đó không biết là nó khám là nó bị ung thư hàm. Cái đi thành phố là ở trong này anh em mới cho 10 triệu lúc đó đó. Cho 10 triệu là đi ngoài lấy nguyên cái hàm này nè. Dạ. Yeah. Cái vợ chồng tôi với hai chồng con mừng nó đi ra ngoài thăm. Đi ra ngoài thăm rồi bắt đầu thời gian sau cũng ở đâu tháng 2 tháng gì đó không biết. Cái nhỏ này nó la nó đi thành phố đi Phú Quốc đặng là bán vé số là vợ của chú bệnh. vợ của thằng sĩ đi Phú Quốc. Dạ. Cái tôi nói trời ơi thằng sĩ nó bệnh vậy mà cưng đi cái gì thôi ở lại đi. Cái nó nói ở lại nó ngay nó nói câu chuyện cũng được, nó nói chị ơi ở lại rồi tiền ở đâu mà lo, tôi nói thì tới đâu hay lo tới đó chứ sao. Thì tôi thấy nó đeo vòng vàng nhóc hết trơn. Là cô vợ hả cô? Hiện tại bây giờ cũng còn cái có thì tôi nói chắc không bao giờ tôi nói vàng. Vòng vàng nó còn đeo nhóc hết trơn, đeo vòng đeo lắc đeo dây chuyền. Tại ngày hôm qua vô đây nó cẩu ra đó, chớp mấy lần trước là tôi đi ra ngoài tôi thấy nó còn đeo. Dạ. Yeah. Đó.
Rồi thằng này là tôi nói sao mà thằng này nó than là không có tiền. Cái tôi nói vợ mày đeo vàng nhất cho. Sao mày không kêu vợ mày dòng vợ chồng sống với nhau. Mặn thì sánh, chừng nào có bệnh hoạn thì phải lo, phải bán lo chứ sao mày nói chuyện gì kỳ à. Cái nó nói dễ gì chị ơi, nó không có sức ra đâu. Chính là thằng này nó nói. Dạ. Yeah. Cái nó nói thì hình như mình không có biết vợ chồng nó. Cái lúc đó là cái bắt đầu đi về tôi thấy tiều tiều cái hai chồng này nè. Nó ra ngoài là nó bỏ đi Phú Quốc nó ngay, nó cũng không biết gửi tiền gì không. Mà cái vụ đó ở ngoài mình không có biết, thằng này nó sống ở ngoài của mình anh đi. Mẹ con đi Phú Quốc mặn. Rồi cái mà cái đợt sau này là cái thằng này nó mệt, nó đau nhiều. Rồi cái kêu nó về á đặng đi mổ lần hai. Dạ. Cái ông này ông nói bây giờ mẹ yếu quá à, chồng tôi á nó ngay đi ra ngoài nó chồng tôi á nói bây giờ rồi mày yếu quá người ta không có mổ lần hai thôi ở trong này uống thuốc nam thuốc bắc đi chứ mà đi ngoài người ta không có mổ bị vì mày không có sức khỏe người ta không có mổ đâu đó. Mấy lây lắc thế thôi cái nhỏ này nó mới bỏ đi Phú Quốc nữa. Dạ. Là lúc là nhiều rồi đó nghe, bỏ đi Phú Quốc nữa rồi đâu 10 bữa nữa sau hai chồng thằng này hai chồng thằng Út Mỹ thằng Cục Giò á mấy rước về mà nói ngay cái nhà này là của thằng con tôi. Dạ. Hai chồng nó bằng ở Bình Dương đó, tôi cắt nhà cho hai chồng nó ở mà nó đi Bình Dương nó đâu có nhà đây đâu mà nó ở. Cái hai chồng này đem về đây mà nó ngay không có hỏi tôi đi qua tôi cúng bị gì mẹ nó chết bà thứ tư á đã chết thờ đây nè cái bàn thờ đó tôi mới qua tôi cúng tôi gặp tôi hết hồn tôi nói ủa ông chính đi vô đây ở tôi thấy đồ đạc dọn dẹp rồi cái nói vô đây rồi cái tôi nói Phật ơi tôi nói trong bụng tôi nghe có sao tôi nói vậy tôi biết cúng kiến biết ăn chay niệm Phật mà. Yeah. Có sao tôi nói vậy tôi thấy sao tôi nói vậy mà tôi nghe sao tôi nói vậy tôi không bên nào và tôi không có nói thêm bên nào hết trơn á. Cái tôi nói ông ơi lỡ thằng sĩ nó chết rồi hai chồng hổ chắc nó không dám nó điện về đó nói Phật ơi ông chính ông về đó ở lỡ ông chết rồi con không có dám dở đâu chồng cũng nít mà. Yeah. Rồi cái ông này ông nói thôi kệ nó tới đâu hay tới đó chứ bây giờ em Út bỏ đâu bây giờ chính là bữa đó đi về ha không có đồng bạc trong mình nữa không có tiền trong mình không luôn, có tiền trong mình tôi cho 300.000 vô nước biển hỏi nó coi tôi qua cái vô nước biển Út nè hỏi có ông Út cái ông chứ thuốc nè hỏi có không tôi cho tiền vô nước biển với ấy là lần đầu nha. Yeah. Cái chú không biết ai giới thiệu đó chú vô chú quay mà tôi nói thiệt cái chú ha tôi là chị thứ sáu thiệt nhưng mà tôi không có săn sóc bằng con nhỏ hai chồng Cục Giò. Yeah. Con nhỏ này là tắm ngựa gội đầu cổ giặt đồ giặt đạc tôi nói thiệt ha tôi không có làm chuyện đó được đâu mà chị em tại không có vợ nó sao lẽ vợ nó đi vô đây mang ơn ở trong này không hết chứ có đâu mà vô quậy quạ mà chữ mắng như vậy đi vô á vô chơi nhà dơ sao mà đồ tùm lum chứ nếu mình chồng mình gì thì mình vô mình dọn dẹp. Dạ, mình tắm rửa cho vợ cho chồng mình đi mới phải đúng là vợ đi vô đây tàn là chơi cái này chơi cái trước là chữ lộn một trận rồi. Dạ. Mà không có tôi ở nhà bị gì tôi buôn bán ở ngoài chợ tới trưa tôi mới nói thím Mút tôi nói thiệt thím Mút này thiệt là tốt con nhỏ này rất là tốt chứ anh chồng ai mà tắm rửa gội đầu gội cổ giặt đồ dơ như vậy. Yeah. Cái miệng của nó là ra máu với ra ấy gì, quanh năm suốt tháng á cái lử của nó nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè có nghĩa là cái cô vợ này đổ thừa cho cái người em chồng của mình là cố tình đem chồng mình về đây để lợi dụng vào cái sự yêu thương của Mạnh Thường Quân. Yeah. Để mà lấy tiền. Yeah. Nhưng thực tế ra cái thực tế tôi thấy sao thì tôi nói như vậy tiền ai cho thì nó giữ muốn mua cái gì hay là mua cái gì đó thì viết giấy đưa cho thằng Cục Giò nó mua. Dạ. Đó là cái thằng Cục Giò thằng Mỹ đó thằng Út đó mua tôi thấy đưa tiền viết giấy rồi đưa tiền chắc tôi tiền bạc thì vụ đó tôi không có biết thiệt nhưng mà hai chồng thằng này nó tốt nếu. Dạ. Nói vậy thì nó quan hai chồng đó làm ơn mất quán tôi nói thiệt theo lẽ con nhỏ vợ thằng thím Út á thím Chính á bà có coi cái clip này đi nữa vì tại bà buồn tôi và chịu như hồi lúc bà vô bà đang nỉ ông Chính về đó là tôi có nói mình tưởng đâu như vợ chồng mình tôi nói thôi ông Chính ơi đi về đi giàu gì cũng là vợ chồng nói vậy chứ anh em đâu có bằng vợ chồng đâu chú. Yeah. ngủ đêm bằng hôm ông ngủ của mình ơn bất quá chồng tôi với ông Út thì ra thăm dòm vậy thôi chứ đâu có kề cận như vợ chồng thôi ông về đi ông Chính ơi về có chờ có vợ có chồng.
ông hút cái chổi nó ngay, ông đòi quánh bả cái tôi nói ông bệnh ông còn hung dữ dữ ông chính nói à, nó ngay bả cười cười không có nói mà cái sự bả như vậy đó tôi không có chịu thím chính á. Bây giờ bà buồn tôi bà chịu chứ theo lẽ ở trong này lo lắng cho chồng bà vậy bà được gánh gọi bà đi kiếm tiền, thí dụ như kiếm tiền gửi về cho ông này chị bệnh đi nữa cũng, đúng rồi cũng không có được quyền mà nói người ta như vậy. Dạ mình mang ơn không hết nữa. Dạ đúng có rồi đâu mà tôi nói thiệt với chú hen, mướn tôi một bộ một ngày vậy 50 ngàn tôi chưa làm. Con nhỏ này nó vô lắm rửa dạ. Nấu nước sắc thuốc đem ra theo lẽ đi vô trời ơi chết đâu. Cái lời đó là tôi không có nghe nghe. Tôi nói nhỏ này nó tức, nó bức xúc, nó mới chữ lộn đợt trước á. Bả vô bả nói thằng này sao không chết đi, chết cho rồi đi. Sống ăn không được, uống không được, rồi sống làm cái gì. Nó nói chị đi vô sao chị không mà với tôi. Dạ. Chết đâu chết phức mẹ cho rồi đi. Dạ. Chết sống làm gì, rồi ông ngồi đó ông ăn uống không được. Ông chết sao cho ngọt liệm như bà già tôi vậy đó. Chàng ơi chàng. À, nó cái quen ăn, bả kêu ổng á, ông ơi đi về đi. Trời đất ơi sao của cải đồ đạc ông ngoại ông gom vô đây hết trơn. Nó rồi đâu hết trơn rồi. Tôi mới bức xúc nó. Tôi nó mới nói rằng á ảnh gom vô đây không tiền không bạc. Mẹ lấy cái này gắn cho nó đi chú. Thuốc men dạ. Ăn uống. Nên ra mấy gom vô đây chỉ là bán thôi, đồ đó đồ đục cưa kìm búa gì nó tặng là đồ sắc dụng không à. Không có cái gì mà đáng giá trị hết trơn á. Rồi mới bán được có 1,000,000 vô nước biển với lại chích thuốc không đủ nữa. Đó, rồi nên ra bà tôi mới nói vậy đó. Chứ bà không đi ra Hà Tiên không phải á, hành phòng ngủ quắc gì đó bán số. Rồi nên chồng tôi mới ra thấy bà ổng bà nồi ngồi vậy đó, đau ốm không ai lo mà bà còn bắt thêm giữ thêm thằng cháu ngoại nữa. Nên ra ổng chịu không có nổi. Nó rồi chồng tôi mới ra thấy vậy đó, chịu không nổi ổng mới đem về đây cho tôi nuôi. Nhưng nó mà đem... chị cho em hỏi thăm nè, khi mà cái chú bệnh á bệnh như vậy á, rồi cái cô vợ đi ra Phú Quốc làm thì dạ. Ai là cái người mà cho chú ăn uống rồi tự thuốc men tự ổng ăn uống thôi chàng ơi sao mà đó. Sao mà chú đi nổi thì bởi vậy mấy khó khăn mà lại bả còn để cho ổng nói với thằng chồng tôi á bây giờ á anh á thì cũng hơn mệt khó khăn mà bây giờ nó bắt tao giữ thêm thằng cháu ngoại không đưa đi học á thì nó cự tao dạ. nó chửi tao. Ông Mỹ nói thôi, ông chồng tôi mới nói thôi bây giờ á anh ông sạn đồ đi, tôi đem về chổng tận tôi nuôi. Cho vợ tôi sắc thuốc cho ông mà anh em của bà ở đó nhấp hết trơn mà yeah. Củi hết trơn không có bữa củi được. Ông ra ông bữa ông đó ông mệt ông cũng xỉu. Rồi tôi mới thấy vậy, tôi nghe nói vậy tôi mới kêu chồng tôi á thôi ông đi ra ngoài anh chở anh Chính về đây đi. Rồi tôi ở đây tôi giữ cháu nè, sẵn tôi sắc thuốc sắc men tôi lo lắng cho ảnh cho. Yeah. Nó đem về đây tôi lo cho ảnh. Thuốc men mà bà nở lòng nào bà nói vợ chồng tôi đem về đây đặng hằng cục á nó đem về đây con người nó sống vì tiền yeah. Nó đau ốm là chỉ là nó đăng lên nó xin tiền người ta không bởi vậy nên nó đem ổng về đây đặng nó đăng lên đặng nó xin tiền đặng vợ chồng nó ăn chàng ơi nó ăn chia sẻ lên mà con người của bà nói chuyện á bắt nhân bắt đức như vậy tôi nhờ ha bà mà nghe được bà phải làm sao mà để cho tôi vợ chồng tôi chút quan cho tôi còn không ấy là tôi đây viết đơn tôi đâm thưa bà. Dạ đúng rồi. Tôi nói thẳng đó nghe. Mình xuất phát từ cái tấm lòng của mình. Thì bởi vì mình nghĩ là anh em trong nhà. Anh em là như anh của ông Mỹ cũng như anh của tôi rồi. Dạ đúng mình rồi. Cũng không có nghĩ ngợi gì gớm ghê máu me hết trơn. Mình sẵn lòng mình lo. Nó mà không ngờ con người của chị độc ác. Ha, khốn nạn mà đi vô mà nói vợ chồng tôi đem vô đây. Thứ ham tiền. Đem vô đây đặng lấy tiền đặng ăn. Chia sẻ với mấy bà chị đây nè. Rồi cái chị qua vô bà chửi tôi. Bà nói dùng đồ á. Và mấy con quỷ ăn theo. Mấy con quỷ đó, nó chia tiền với ổng. Mấy chú không có biết đâu. Nó đăng lên vậy đó đặng nó chia tiền. Chàng còn à, còn bà chị thứ 10 với bà chị thứ 6 á thì phiên tôi biết cái chuyện tôi quá khứ mà bả quá khứ gì. Bả nói bả xích tiền ra bả lo cho chồng là tốn bạc 100 triệu. Mà 100 triệu mà bả để cho bả lo. Bả nói bả lo cho chồng mà để cho chồng bả đứt ngang cái lử. Nói chuyện không được, ăn uống không được. Mà lại cho chồng á đang đau ốm như vậy nè mà bả bỏ bả đi Hà Tiên. Bà bỏ bà đi hỏi quốc, bà không lo cho chồng bà. Nó, bà không lo.
Dạ. Bà không lo lắng mà bà chở vô đây bà nói ngược lại tôi ăn tiền ăn bạc, tôi nhờ bà con cô bác phải giải quyết giùm tôi này chuyện này. Còn Nguyễn bà không làm sáng tỏ, không lấy lại cái sự quang minh cho vợ chồng tôi đấy ha, là tôi đâm đơn tôi thưa bà. Đúng rồi, mình đã tôi dẫn thằng tôi đâm đơn tôi đưa thẳng lên huyện tôi thưa bà đó. Mình đang là người tốt thì lại bị gieo cái tiếng ác, làm cho quý cô chú anh chị bà trên gì? Cộng đồng mạng hiểu lầm mình là mình chụp lại. Thì bà vậy thì bây giờ là nói chung đây, bà làm sao mà lấy cái sự quang minh cho vợ chồng tôi đỡ nè. Bây giờ bà bêu xấu vợ chồng tôi vậy đó. Dạ. Tôi thật tình đó, anh em tôi rất là thương ổng. Nãy giờ tao cũng nói, mạng tao nói rồi. Tôi rất là thương ổng, mình lo cho ổng từng ly từng tí. Bây giờ nè, không tin qua bển coi thử coi. Tôi chia sẻ ổng ra tôi ăn ổng được cái gì. Sáng tôi bưng ra ly thuốc, quay ngang rồi đổ một đống tả. Lớp nào là ổng ối, ổng đờm bọng gì ha, cho bọc bọc mà ai mình nhìn tới mà không ối tới xương. Đúng rồi. Không tin hỏi coi tôi lần nào ha, tôi muốn đi ra tôi đổ cái đó, tôi không có ăn cơm. Tôi không có ăn cơm nha, tôi ra tôi đổ ha, đổ rồi tới chừng nào mà tôi vô ha, tôi quên, tôi nói chuyện đông chuyện tây, tôi hút thí mẹ nửa chén thôi. Vậy vô cho nó thôi, nó gọi một lát tôi đi ra tôi tắm rửa cho ổng rồi tôi giặt đồ tôi phơ lên, tôi lau nhà quét nhà. Rồi cỡ giấc chưa chưa gì nè, ra luyện thêm một bọc. Rồi bưng ra chén thuốc ra, bưng chén thuốc ra cho ổng rồi luyện một bọc. Nó đâu phải không đâu, rồi lau mình lau mẩy cho ảnh. Nó tôi nói thiệt á, nhiều khi tôi cũng ngại lắm, mình là em dâu mà mình lao cho anh chồng vậy sợ nhiều khi người ta qua lại người ta vậy nghĩ thôi, mình sợ cũng hơn sợ mà thôi kệ, nghĩ rằng là ảnh thương tội nghiệp ảnh thôi. Bây giờ ảnh mình săn sóc cho ảnh đi, bây giờ chỉ về tới rồi thì chỉ đem về ngoại chỉ làm gì làm đi. Dạ. Nó mình săn sóc cái lúc chỉ vắng nhà thì bây giờ chỉ về tới thì mong chỉ đem về ảnh về ngoại đi thì rửa ra ảnh không chịu về thôi. Chứ đâu phải vợ chồng tôi mà dịnh lại đây mà lấy tiền đăng lên lấy tiền ăn đâu mà chỉ buông lời chỉ nói cái câu đó đó. Dạ. Dạ. Hồi sớm mơ với giờ tôi có nghĩa là chị cũng nói với chú bị bệnh á là anh về ngoại đi, vợ anh về rồi. Thì bữa đó tôi cũng có nói. Dạ. Tôi mới nói thôi anh Chính ơi, anh chị Chính bây vô bả năn nỉ thấy tội nghiệp quá hà. Thôi bây giờ cái lúc không có chị Chính ở nhà thì tôi với ông Mỹ lo cho anh. Bây giờ thôi anh Chính á, bây giờ chị Chính bà về rồi, thôi anh đi về ngoại đi cho chị lo. Vợ chồng nó lo gần gũi hơn nữa, nó dễ hơn. Còn tôi thì lo thuốc men anh chứ bằng đêm không có gần gũi bên anh được. Dạ. Cái ổng nói, ổng mới viết giấy ra, ổng nói về ngoại á, Nguyễn á, anh sống ở đây á, thì anh còn sống được nhiều ngày nữa. Nguyễn anh về ngoại là nội trong ngày mai anh chết liền. Chàng ơi. Tại hỏi tại sao mà ấy, cưng không có biết cái ý của nó đâu. Nó vô đây nó nói ngon nó ngọt. Giữa ra có anh em thì nó nói vậy, về ngoại nó đối xử với anh khác nữa. Dạ. Chứ không có phải vậy nữa đó. Nghe cái chuyện ở ngoại nói là tự nhiên ông anh ông chồng của chị đó đầu đi về đây. Hả? Không chứ có phải không ai đuổi xô là sự việc là nó như vậy. Nó chứ là kêu ổng đi về ngoại cũng nhiều lần lắm rồi mà anh không có chịu về. Nó mỗi tuần bả mỗi gỡ về, mỗi tháng bả mỗi gỡ về cho ổng 1.700.000, ổng gỡ là nói chung gỡ liền hoài luôn. Mà cái số tiền đó đằng này là vợ chồng tôi không có thấy. Cái chị bữa đó là con nhỏ gái út của ổng, là con nhỏ 14 tuổi đó, là nó mới gỡ về nó điện ổng, nó nói chú út ơi, con gỡ về cho cha con 600.000. Chú út ra ông ngoại lấy tiền về giùm cho cha con. Ừ. Rồi ông chồng tôi ổng mới đi ra ngoại là ông ngoại nó đưa 900-600.000 thôi. Là từ hồi nào tới giờ mới thấy là có 600 thôi chứ không có tiền. Bà nói bà gỡ về ở đâu đằng này không có biết tới, chỉ có 600 thôi. Mà bữa đó con nhỏ con của ổng vô nó hỏi gỡ 600 mà tại sao đi lên có 500, mà ở trong YouTube đó mở lên người ta nói 600 đàng hoàng. Ông này ông về ông nói với ông này là chú đệ có quay lên. Dạ. Mà nó đi buôn lời nó nói ông này đâu hết 100 nó. Dạ. Rồi đó nó ở bển, nó nói nó ở bên Hòn Quốc Quắc á. Mẹ bữa đó nó điện về tôi, nó khóc nó lóc nó năn nỉ tôi, nó nói thím út ơi, thím làm ơn thím nuôi giùm cha con, thím săn sóc giùm cha con đi, chứ cha con á về ngoại sống không có được với mẹ con đâu, mẹ con gây áp lực cho cha con dữ lắm. Là chính người con gái của mình năn nỉ chị ha. Năn nỉ tôi luôn. Dạ. Nói năn nỉ thím phải thôi lo giùm con đi, con suốt đời này luôn lúc nào con cũng nhớ ơn thím hết trơn. Dữ lắm, tôi nói con an tâm ở bển con làm đi. Rồi nó khóc với tôi dữ lắm, với lại cái thằng anh hai là con cái người lớn của vợ lớn của ổng á. Dạ. Nó nói anh hai ơi, mẹ bên này á bả gây áp lực cho em dữ lắm. Nó bả chữ á, tiền lần nào á em muốn gửi về cho cha bả chữ em. Từ quấy giờ bả không có cho em gửi tiền về cho cha. Là bữa nay á, em mới rảnh rồi em tắt ngang em gửi cho cha 600.000 về bả ký lên đầu con. Bả ký lên đầu em, bả quýnh em. Bả ký không cho mày gửi mày còn lén mày chợ gửi. Là chính con nhỏ đó nó kể nha. Rồi nó nói bả gây áp lực cho nó lắm.
À, bên này á, chứ Út á, đừng có cho cha con về ngoại. Về ngoại là khó sống với bà lắm, bà gây áp lực cho con với cha dữ lắm. Dạ. Rồi chị con chữ nè, rồi anh hai con chữ nữa. Tôi là vợ anh Thái, cho tiền góp ở ngoài chợ dầm sáng. Dạ. Rồi lúc á, mà bà đi vợ ổng á, là đi Phú Quốc hồi nào tôi không biết. Ổng mới chạy xe lại nhà tôi á. Ổng nói bây giờ bà đi Phú Quốc rồi, tôi không có tiền tôi đi khám bệnh, mà cấp đó ổng còn chạy xe được với ổng. Ông cũng yếu rồi. Dạ. Mà ông nói ông bây giờ ông không có tiền, ông đi tái khám, đi khi khám ở Sài Gòn á, bây giờ ông bị ung thư cái này nè, ông nói vậy đó. Rồi á, tôi mới đưa tiền ra, tôi nói thôi bây giờ nè, tôi đưa tiền cho ông đi. Ông nói ông lãnh cái nhà cho cái thằng đó là ở ngoài thành phố á, nó làm ở ngoài thành phố á, về nó mới kêu ông cắt cái nhà. Rồi ông nói á, cho tôi hỏi đi. Rồi á, mới đầu thì ông nói cho hỏi, rồi tôi thấy ông bệnh quá rồi tôi không có ăn lời. Dạ. Rồi á, tôi đưa 7 triệu. Tôi đưa 7 triệu mà tôi đưa 2 lần. Dạ. Một lần 5 rồi một lần 2. Rồi á, ông nói á, chừng nào cái thằng đó mà nó về nó nhận cái nhà, tôi còn giữ chìa khóa ở đây nè. Chừng nào thằng đó mà nhận cái nhà, tôi lấy tiền tôi trả lại cho chị. Bây giờ nó đi rồi, tôi đau quá, tôi đi mặn không nổi, tôi phải đi khám, tôi lấy thuốc về tôi uống. Dạ. Tôi không có tiền. Nó rồi bà nói với tôi là ổng lấy tiền kia thật sự là không có. Cấp đó là ông yếu rồi. Là cái cô vợ á hả? Ừ. Là nói người chồng mình như vậy luôn. Mới hồi ngày kia nào tôi mới nói gì nè. Bây giờ á, bà nói bà không trả tiền, bà thiếu bảy, ổng thiếu 7 triệu mà bà trả được một ngày 20 ngàn, mà bà góp được 2 tháng rồi, tôi góp vốn lại là được 1,2 triệu, là coi như còn 5,8 triệu. Bây giờ là bà nói bà không trả, rồi ổng bệnh gì ai trả cho tôi. Cái ông nói, bà nói coi như là không có ai trả chân cái tiền đó là tiền. Rồi tôi nói bây giờ tôi không có ăn lời, bây giờ có nhiêu thì trả cho tôi nhiêu đi, nhiêu tôi cũng lấy hết á. Dạ. Rồi tôi cho bác lại nữa, chứ tôi không có tiền đó là thật sự là ổng cũng nói quan trọng. Dạ. Tôi cho mượn còn không mang ơn, tôi nói tôi cho mượn tiền đàn ông. Nó bây giờ qua hỏi ổng coi ổng có cái đó không, bữa đó ổng ngồi đây nè. Ổng ngồi đây nè, rồi vô hỏi mấy anh em ở trong này nè, mấy cô đó đó. Hỏi ổng với tiền đó là tiền gì, ổng nói tiền đi khám bệnh. Dạ. Nó ổng cũng nói rõ ràng gì đó. Dạ. Rồi á, tôi thấy ổng đi vô rồi tôi nói nè, thuốc này là uống ngừa ung thư nè. Tôi đưa ổng mới 2 thang thuốc là thuốc 2 vị, tôi nói anh về anh cắt một cái thang thuốc này là anh cắt ra làm 3. Mà nó có 2 vị trong đó à, anh cắt nó có 2 lớp, anh cắt ra làm 3 đi rồi anh nấu anh uống. Chị nó hơi đắng nghe. Chị cho mượn tiền để đi khám bệnh. Ừ. Rồi còn tặng thuốc cho ổng nữa. Ừ, đưa 2 thang thuốc cho ổng rồi tôi mới nói nè, ông cắt ngang gì nè là phân ra làm 3, ông nấu ông uống đi, nó hơi đắng ngang, nó khó uống lắm. Ông nói tôi uống được. Là cấp đó là bà đi thành phố. Ôi bà đi Phú Quốc đó. Dạ. Nhưng rất là khó cho chị ha. Có nghĩa là cho mượn tiền để đi khám bệnh, nhưng mà bây giờ cô vợ thì lại trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa là chồng mình ăn chơi, lấy dùng cái tiền đó để ăn chơi. Cái lúc mà ông bệnh rồi nhưng mà ông còn làm cá dưới sông được, thành ra bà có bán cá, bà góp cho tôi một ngày là 20 ngàn. Ông nói làm sao đó bà mới góp, chứ cấp đầu là bà cũng chống chứ là bà không góp. Rồi á, ông mới nói làm sao đó bà mới góp cho tôi một ngày 20 ngàn, là góp 2 tháng là được 1,2 triệu. Dạ. Là còn được 5,8 triệu bây giờ nè. Dạ, hiện tại bây giờ là 5,8 triệu. Dạ. Nhưng mà chị không có lấy lại được. Không có lấy lại được, nhưng mà có thí dụ đi có trả thì cũng như trả, lần lần trả nhiêu tôi cũng lấy, nhưng mà tôi cũng cho bớt lại nữa, chứ tôi không có lấy bẵng như vậy, tôi cũng như giúp đỡ bớt lại vậy. Dạ. Đó. Có nghĩa là chị nửa muốn cho mà coi như là tùy thôi. Chứ bây giờ không trả luôn á thì coi như á, nó cũng đau. Bây giờ tiền tôi cho mượn mà. Dạ đúng rồi. Chứ tôi đâu có ăn lời đâu. Bây giờ anh em đi qua hỏi ổng coi đồng tiền đó là đồng tiền gì, mà nói ổng lấy đồng cho ổng mà quan cho tôi. Dạ. Tôi nói thiệt. Dạ. Em tiền con cho 2 tháng thuốc nữa nè. Ừ. Em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị. Ngày hôm kia tôi gặp bà, tôi nói gì nè, bà Thu ơi, bây giờ ông Chính, ông chồng của bà bệnh nhiều lắm rồi, bữa đó tôi có vô thăm. Mà bây giờ á, bà trả tôi được 1,2 triệu rồi, mà bây giờ ổng bệnh rồi ổng không có tiền trả, rồi bà nói không trả nữa, ai trả cho tôi đây. Cái bà nói coi như là không có ai trả hết trơn á, đồng tiền đó thử là không có có. Bây giờ chú qua chú hỏi ổng đi là không có có. Bà nói là ngày hôm qua đòi tiền bà nói không trả vậy, nói cho mấy. Ừ thì bà nói giờ coi như không trả đó, không trả đó. Dạ, đồng tiền ăn chơi ha. Ừ. Dạ. Ê anh Chính,
Mà bà chị Chính bà nói anh dây 7 triệu đi chơi gái mà anh có dây hay không? Có thì anh nói. Có thì chú gặp đầu được rồi. Bà nói anh rằng là dây 7 triệu anh đi chơi gái, bà không có biết cái gì hết trơn, bà góp hết 1 triệu mấy rồi cho người ta rồi. Là chú có dây không? Có dây. Rồi chú có đi chơi gái không? Không. Rồi chú sử dụng tiền đó để khám bệnh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chứ không có này kia ha. Chứ ổng nói rằng mới đi cắt mẫu về còn đâm ống uống với thở đây, làm sao đi chơi gái được mà để hỏi tiền đó. Đó, bây giờ chỉ Chính bả nói anh như vậy đó. Đó, anh bị xấu vậy đó. Dạ, như vậy là cái số tiền 7 triệu mà mượn của cái chị đó là hoàn toàn là chú sử dụng để đi khám bệnh thôi, với uống thuốc thôi. Dạ, chứ không có chơi bời gì hết. Dạ, là chú đứng chính lại ha. Dạ, dạ em xin gửi lời chào anh ạ. Dạ. Anh cho em hỏi thăm anh là như thế nào với người chú bị bệnh gì anh? Tôi là em ruột ổng. Là em ruột ha. Dạ. Thì vừa gọi anh, cô vợ có vào đây và quậy á, và cũng có nói một cái số chuyện là muốn nói nhắc đến là mình mượn cái hình ảnh bệnh của người chú này để mà chụp lại từ quý của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì anh xin phép anh cho em ý kiến về cái điều này như thế nào ạ? Thì cái chuyện mà một phía nói thì chuyện mới nói kệ bả, còn cái chuyện mình không có thì mình đâu có sợ. Dạ. Yeah. Thì trước mắt là bả nói hôm qua cái nó là tôi dụ dỗ về trong này để nhờ mấy anh quay lên cộng đồng mạng kia giúp đỡ để chia hai với ổng. Nhưng mà bả nói kiểu đó bả không suy nghĩ lại, nếu mà đăng lên trên mạng á, trên cộng đồng mạng á, mà tôi có thể là kiện mới được đấy, bả có thể ngồi tù 2 năm đấy. Dạ. Yeah. Nói thiệt á, tôi mà gửi đơn cho công an xã rồi là có cái clip này là tôi sẽ đưa cho công an xã coi, sẽ mời bả rồi tôi sẽ viết đơn đưa ra tòa án luôn đó. Dạ. Yeah. Chứ không phải nó cái đó là vu khống người đó. Dạ. Yeah. Thì bất quá công an xã vô xác minh không có là bả vu khống đó. Dạ. Yeah. Cái tội vu khống mà đưa đăng lên mạng là bả sẽ tội nặng lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Như vậy thì anh có lời gì muốn gửi đến người vợ của chú bị bệnh hay không anh? Thì nói chung ra thì chuyện của vợ chồng ổng mãi thì sao mình không biết. Dạ. Yeah. Hoàn toàn tôi không biết. Lúc đó nhỏ gái của ổng mặn mấy tháng gì không biết, tôi không biết, nói chung là không có rành, nhưng mà nó có điện tiêu. Lúc mà tôi thấy ổng ở ngoài mình nên tôi mới mang ổng về đây, ổng cu mang ổng để mà nuôi ổng thôi. Là nó có điện ra ngoài lấy 600 ngàn, thì tôi cũng mua đồ cho ổng này kia, một lốc sữa với cái máy nghe là nó cũng 600 mấy đó, với nhỏ cháu nó mượn 500 mà nó trả có 300 thôi, tôi lấy được có 300 thôi rồi tôi mua, còn lại 200 mấy về tôi đưa cho ổng nó rồi đó. Còn cái chuyện mà gửi tiền trước kia gì đó tôi không quan tâm gì, tôi không biết, tại vì ổng ở mãi mà. Dạ. Bả đi hồi nào tôi cũng không biết, nhưng mà ổng nói ở đây thì 2 tháng, nhưng mà theo tôi nói chắc cũng vậy, thì bả đi về hoài à, tại vì còn thằng cháu nội bên đây, thằng cháu ngoại. Bả cũng đi về vậy đó, rồi có hôm mà ổng điện về ổng nói gì đi mổ gì đó mà biết bả có nghe được không, mà bả thì tự bả nói tôi cũng không biết nữa. Đi mổ là bữa đó là có rồi hỏi rồi bả không chịu đi gì đó bả đó, rồi tôi mới điện cho thằng con lớn ổng á, thằng con vợ lớn ổng, thằng con lớn ổng luôn đó. Dạ. Điện nó về rồi nó cũng đi về ra đó, rồi nó cũng đi với bả đó, rồi bả nói cái gì bả điện cho ổng, ổng điện cho bả rồi mà bả chưa kịp về, bả về tới ổng xích cái ổng gượt cái chuyện đó, chắc không có đâu, thì có thằng con bả ngoại mà. Dạ. Tại vì mấy anh bữa nay vô sớm chứ cỡ ngày mai hay mốt là nó về này, rồi nó nói sự thật cho nghe gan vậy đó. Dạ. Còn lúc xuống với bệnh viện Cần Thơ với là xe cấp cứu chở tới dưới, ổng còn nằm trên băng ca luôn, là chưa nhập viện luôn, là nó không nhận, có nghĩa là ở nơi nào mổ thì để về chỗ đó, chỗ đó ta điều trị. Ở Cần Thơ là nó không điều trị cái bú. Dạ. Nó không chuyên khoa, nó không nhận, chứ không phải là đuổi, nó không nhận, nó lúc trước mổ ở đâu về đó. Dạ đúng rồi. Mình điều trị ở đâu thì mình nằm ở đó đặng cho người ta bả lên, người ta không nhận xuống tới dưới người ta đuổi, mà bả nói đuổi chưa có vô nhập viện, chưa có vô nằm phòng, mới làm gì tốn 4-5 triệu. Dạ. Đó, bả nói nổi với đi Cần Thơ không, xuống Cần Thơ không là 4-5 triệu. Cái chuyện của bả nói thì bả nói, chuyện mình không biết được cái chuyện. Nói chung ra vợ chồng không sao tôi không biết, nhưng mà tôi thấy ông ở Bình Đơn thì anh em tôi cũng mang về đây tôi nuôi. Dạ. Nhưng mà khả năng tôi nuôi là nuôi về cái tinh thần thôi, còn tiền bạc thì tôi không có. Nó tôi mới nhờ đến anh em cộng đồng mạng là giúp đỡ bà con lối xóm, giúp đỡ cho ông để có tiền mua sữa hoặc là vô nước biển hay là hút thuốc bắc uống. Dạ đúng đó. Rồi chứ đằng này tôi làm sao mà có khả năng mà để sức tiền ra mà để mà nuôi ổng.
giờ mình yêu cầu đi cho bả rút những cái lời nói bả nói gian ác với vợ chồng. Nếu bả không rút là những lời nói là tôi sẽ thưa đấy. Dạ, giống như là cần có một cái video để mà đính chính lại. Dạ. Bả có biết chính xác rằng là tôi nhờ mấy anh ở đây là để tôi ăn chia với anh tôi không? Dạ. Mà bả lên cộng đồng mạng mới nói rằng là tôi ăn chia với anh tôi. Cái bọn tiếp ghiêu ở trong chổng là toàn là dụ ông về đây để ăn chia. Dạ. Mà bả có chính xác có biết tôi ăn chia với ổng không? Bây giờ ổng tiền á, mấy anh đưa nhiêu rồi có giấy tờ, anh em ta cho nhiêu ổng có ghi rõ ràng cho kìa. Dạ. Sổ với phần mình có video để mà đúng minh rồi. Chứng hết rồi. Thí dụ như bây giờ tôi nói cho anh nè, ở sớm người ta gửi tôi là 200 đi. Dạ. Tôi không đưa cho ổng. Mời mốt tôi lại tao thăm ổng thôi. Ừ. Hổm tôi gửi anh em 200 rồi nó có đưa không chưa? Rồi ổng lắc đầu ổng nó không có rồi mặt mũi nào tôi dòm ta. Dạ đúng rồi. Tôi ăn được 200 đó là suốt đời không? Dạ. Rồi cái tiếng của tôi là nó suốt đời đó. Tôi chết xuống lỗ vẫn còn đó chứ không còn đâu. Dạ. Nói đúng không? Còn bà nói tôi ăn chia dụ dỗ gì đây để mà nhờ cộng đồng mạng đưa lên rồi đặng mà ăn chia với ổng. Bà nói vậy là sai hoàn toàn, tôi có thể khởi kiện bà đấy, tôi thưa bà ra tòa là khởi kiện bà thiệt đó. Dạ yêu cầu bà lên danh, bà nói y gan như cái lời mà bà nói làm sao với vợ chồng tôi đó, bà biêu xấu vợ chồng tôi, yêu cầu bà phải thu cái lời nói của bà lại. Bà có xác nhận được không? Bà có xác nhận được rằng là hai vợ chồng tôi là dụ dỗ ông về không? Ổng là phải con nít nó chạy, ổng là anh tôi rồi chứ không phải con nít đâu. Dạ. Sao ai dụ dỗ ông được? Thì ổng có ở đây vậy đó, ổng muốn về thì bà vô kêu ổng về thì ổng về, không về là quyền của ổng. Đó. Thì ổng không ai nuôi ổng thì ổng về đây ổng ở thì tôi nuôi ổng nuôi bằng cái tinh thần thôi. Đó. Giúp được cái gì thì giúp. Chứ giờ tôi cũng tật nguyền sao mà bà nói một câu rằng là dụ dỗ ông về để nhờ cộng đồng mạng lên đặng mà cho tiền đặng chia ăn chia với ổng. Dạ, như vậy đó. Là cách đơn giản nhất là chỉ cần cô vợ của cái chú bệnh này đúng rồi. Đính chính lại nếu không là tôi sẽ cái lời nói của mình gửi đơn ra công an xã sẽ mời bà vô hoặc là tôi gửi đơn ra tòa án. Nói thiệt tôi sẽ gửi đơn ra tòa án đấy. Dạ. Lên mạng luôn chứ phải là vô khống ở chòm sớm đâu. Tôi thấy dạ. Anh em tôi lo cho ảnh hết tình vậy thôi chứ đâu có ăn ổng cái gì đâu, tiên ngằn nghèo cho sạch cách cái thơm không bao giờ nhơ bận cái đồng tiền của ảnh đâu. Tôi bươi vào tối ngày giờ này tôi mới về đâu mà để tôi về vậy. Đính chính lại. Việc đó không có đúng không? Không có đúng sự thật vậy. Rồi thì em còn bả xác nhận rằng là hai vợ chồng tôi ăn chia với ổng thì tôi sẽ gửi đơn ra để cho nhà nước xử lý. Dạ đúng rồi. Cho chính quyền xử lý. Dạ. Anh cho em hỏi một câu như gì là hai anh em của em với Đinh Nhân Ngôn và Thanh Trúc rồi sẽ quay video này rồi không cắt ghép đưa lên mà em xin anh là tụi em sẽ đăng lên rồi. Bây giờ nếu anh không cho thì tụi em sẽ không đăng nha, còn nếu bây giờ anh nói không cho thì tụi em sẽ tắt máy và xóa ngay liền, còn bây giờ em quay em sẽ đăng là sau này kêu tụi em xóa không có xóa nha. Đúng rồi. Dạ. Anh có đồng ý coi cái sự việc đó không? Thì tôi cũng nhờ mấy anh này nè đăng cái clip đó lên để lấy cho quang minh chính đại lại cho vợ chồng tôi. Dạ đúng rồi. Bả biêu xấu tôi như vậy đó, rồi bả phải làm biêu xấu mà biêu xấu cả nước Việt Nam luôn chứ phải mà ấy đâu. Tôi đi, còn Nguyễn bả không lấy những cái lời nói bậy bạ. Bả không đính chính là tôi sẽ gửi lên cho tòa đấy. Dạ. Đó là vu khống cho tôi đó. Tôi cũng đây, tôi nhờ hai anh cũng lấy lên. Thì em cũng có cái lời khuyên như vậy. Nói chung á là mình cũng là người trong nhà không à. Yeah. Đúng rồi. Thì rất là dễ để mà xử lý. Thì mình chỉ cần ngồi vào bàn và mình xuống nước nhỏ với nhau. Mà bà nói cho là không có ai dụ dỗ, chỉ có hai vợ chồng tôi là cái dạng tép kêu dụ dỗ về để mà ăn chia với ổng. Là bà nói xấu đó. Yeah. Tôi nói nhiều lần, tôi nói thôi bây giờ giữa ra bây giờ chị về thì chị kêu ảnh về ngoài đi. Yeah. Tôi đâu có nói gì đâu. Dạ rồi, dạ rồi. Thôi thì tôi mong mấy cho anh đăng lên giùm tôi đi lấy cái quan minh chính đại là cho vợ chồng. Dạ. Thôi thì ngay trong ngày hôm nay em cũng xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh đã gửi đến em cùng với quý vị khán giả gần xa trong ngày hôm nay. Thì em cũng nguyện cầu chúc cho anh chị sẽ sớm ngày lấy lại được cái sự công bằng. Dạ. Và sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha anh chị. Dạ. Dạ thưa chú, thì ngày hôm nay á con tìm đến thăm hoàn cảnh của chú á, thì con thấy được là chú rất là khó khăn và hiện tại thì đang rất là cần sự giúp đỡ. Thì trong ngày hôm nay con ghé thăm chú thì con có 300 ngàn của một người bạn, đó chính là tên Hà Văn Đạt. Dạ, Hà Văn Đạt sẽ gửi cho chú là 300 ngàn nha. Ngoài ra thì có thêm một người chị nữa, chị Phạm Ngọc Quyên. Dạ, chị Phạm Ngọc Quyên sẽ gửi cho chú thêm là 500 ngàn nữa, là tổng số tiền là 800 ngàn. Dạ, hôm nay con sẽ gửi cho chú nha chú nha, để chú có thể mua thuốc uống hoặc là làm được. Ngày nào cũng vô dạ.
Thế rồi để con lấy tiền cho chú nha. Dạ, thì thưa chú, đây là số tiền 800 ngàn của quý mạnh thường quân, con vừa nêu tên đó, gửi cho chú để dành uống thuốc nha chú ha. Dạ, thì con cũng nguyện cầu mong sao quá cho chú có thật là nhiều sức khỏe để sớm hồi phục nha chú nha. Dạ, gắng lên nha chú. Dạ, Ngôn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Ngôn, giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo khó khăn. Dạ, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và Ngôn hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp nha. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại.